Hello các bạn, hôm nay mình sẽ thử leo cái con dốc này. Mình sẽ gác trớn, từ đó mình sẽ leo lên trên đây. Lần đầu tiên thì mình cao chỗ này cũng rất là sợ nha các bạn. Bây giờ mình đã quen. Tánh này chắc là không được rồi. Mình try thêm một hai lần nữa. Cái bánh mình nhẵn quá. Thành công rồi các bạn. Mới đầu mình lấy đà gần quá, tới tầm chỗ cái đó rồi thì hơi lên không nổi, với lại bánh mình nó cũng mòn, cho nên đạp nó trượt rột luôn. Bạn nhìn lấy sái thì những lần cuối mình lấy đà xa hơn. Để coi tầm bao nhiêu bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5. Đây. Mình lấy là tầm 25 bước. Đây, khoảng dài vậy. Thì 3 lần try cuối là gần như mình lên được hết luôn. Nhưng mà 3 lần try cuối là cái cổ tay của mình nó đã bị thương ở cái những lần trước rồi, cho nên mình không có boost được mạnh hơn. Nhưng mà đa tầm 25 bước này các bạn sẽ lên ok. Thì hình như chắc tầm gần chục thước, chạy lại gần chục thước sẽ lên được con nhất cao tầm 3-4 mét này. Mình cao 6. Đây, ngang cây này thì đây nó chắc bằng phần nửa dốc, thì cái dốc này chắc 3 mét tới 3 mét rưỡi chứ không 4 mét nữa đâu. Mình có một số setup là nó vận tổng lực của mình, đó là bánh của mình bị mòn quá rồi, buộc mình đó, thì mình vẫn để mềm nhất, nghĩa là nó hấp thụ lực nhiều nhất đó. Để mình lên rồi thì mình đổ cho xuống nó
an toàn hơn, khỏi cần phải chỉnh lại. Cục dởm không có lóc cho nên là phải chơi vậy thôi. Setup thì mình đi đĩa một và clip 3. Ok, giờ mình tự tin là những lần sau cái setup như vậy, khoảng cách lấy đà tầm 10 mét, tuốt gốc cây, tuốt gốc cây đó đó, thì mình sẽ lên được cái con nhóc này, con nhóc tầm 3 mét tới 3 mét rưỡi. Rồi, chúc các bạn thành công và cái này tập luyện thật vui nhé. Giờ mình đi dạo đây. Hay tay cổ tay mình bị nó hơi đau rồi, cho nên giờ chắc không làm, không chơi bời gì nữa, dạo một vòng thôi cho hết ngày chủ nhật.